một cô nàng đang tập thể dục. Anh chàng này đang ngắm nhìn từ sau. Thật không may là bung chỉ quần rồi. Ôi, bị thấy rồi, xấu hổ quá. Dùng kim chỉ may chỗ rách lại. Bạn nên may khéo léo nhé. Như thế nó sẽ khó phát hiện. May cho đến hết vết bung chỉ. Hãy rút chỉ lại cho đến khi mất dấu. Giờ thì nó đã như mới rồi. Anh chàng này lại rình rập nữa rồi. Anh bạn cứ chờ xem đi, chẳng có gì để xem đâu nhé. Anh bạn thật xấu hổ. Những mẫu thời trang mới thì quá đắt, bạn khó mà sở hữu nó. Thay vào đó, bạn hãy tự tạo mẫu cho riêng mình. Bạn luồn ra khỏi tay áo. Kéo phần áo trước qua đầu. Lấy hai tay áo đeo chéo lại với nhau. Hãy chỉnh chu lại xíu nhé. Giờ bạn hãy xem nào. Thêm một chiếc nón nữa. Đôi khi thời trang đơn giản mà đẹp lắm bạn nha. Cô gái ngồi nhanh quá, bung nút quần rồi. Ôi, trúng cô bạn rồi. Không những thế còn đổ cả ly cà phê. Nghiêm trọng đây. Hãy thử dùng đồng xu này xem. Cắt một miếng vải cho đồng xu vào đấy. Dùng chỉ may thắt nút lại. Quấn chỉ lại cho chặt nhé. Đặt nó vào chiếc quần. Mày cố định lại nhé. Giờ nút quần này khó mà bung ra lắm. Nó chắc chắn và bạn ngồi tự tin hơn. Ôi, cô gái xinh xắn làm sao. Vẻ đẹp cô làm bao anh chàng xao xuyến. Và họ nhìn trộm cô. Thậm chí họ xô đẩy nhau để được thấy cô. Chuẩn bị một cô nhựa. Dán gương vào giữa. Nối thêm ống nhựa vào. Dán thêm băng keo vàng. Giờ thì vác nó đi thôi. Nó giúp anh chàng nhìn rõ ràng hơn. Thấy những thứ mà người khác không thấy. Một cô nàng đang ngồi uống nước. Bị móc túi rồi kìa cô gái ơi. Hãy nhét tiền vào miếng băng vệ sinh.
đơn giản quá phải không nào? Giờ không lo bị móc túi nữa nhé. Chiếc áo đẹp làm sao? Ơ, nhưng nó quá nhỏ rồi. Hãy mặc theo cách bạn sáng tạo nhé. Mang hai chiếc áo vào hai bên và gài nút. Lật ngược ra sau và mặc lại bạn nhé. Giờ bạn đã phối hợp được hai chiếc áo rồi. Nhìn rất thời trang độc đáo. Bạn mãi lo xem phim quên mất cuộc hẹn. Hãy mặc chiếc áo thun vào. Luồn hai tay qua cổ áo. Kéo nó xuống làm thành chiếc váy. Đó là cách nhanh chóng để kịp hẹn. Bạn rảo bước thật quyến rũ. Hai cô nàng dạo chơi vui quá. Ôi không, rách quần rồi. Xấu hổ quá, làm sao đây nhỉ? Trùm áo khoác chạy về liền thôi. Hãy gấp cái quần lại. Dùng kéo cắt phần rách đi. Và bạn hãy sáng tạo nhé. Nó trở thành chiếc áo thật dễ thương. Đôi lúc thời trang đơn giản lắm bạn à. Cô gái đang làm việc chăm chỉ. Cô rất vui vì bạn cô ghé thăm. Và cô tự tạo thời trang cho mình. Dùng hai dây áo đang chéo lại với nhau. Giờ đã khác với lúc làm việc rồi. Bạn tươi trẻ hơn, bạn cô nhìn cô thật tuyệt. Cô nàng tự tin về chiếc váy độc lạ. Ôi, đụng hàng rồi kìa. Điều đó khiến cô ta khó chịu. Hãy kéo váy lên và mang vào một chiếc thắt lưng. Thêm một chiếc áo khoác. Thêm một chiếc vía xinh nữa nhé. Giờ bạn là độc nhất rồi đấy. Quần bạn ngắn quá ư? Hãy bôi keo dán lên viền quần. Dán giày ruy băng lên trên. Thực hiện vòng quanh quần. Đẹp chưa nào? Giờ bạn đã có quần đẹp dạo phố rồi. Thử đi, chờ đợi chi? Đi chơi á thì phải đem nhiều đồ. Ba lô nhỏ quá, không đủ chỗ để rồi. Trước tiên, bạn nên gấp áo lại. Tiếp theo là cắt vật nhỏ hơn. Cuốn quần áo lại thật gọn. Lấy hai đầu vớ cố định vật dụng đã cuốn.
Gọn gàng quá đúng không? Đi chơi thôi.